Chào các bạn. Hôm nay có hai học trò nó tới làm mì ý gà ăn đỡ đi các bạn ơi. Chứ gặp mấy cô này rồi làm sao mà đi đâu ra mua đường mua đồ được. Thì thôi gà mà mình còn đó. Làm xào gà. Mình xào tỏi lên rồi cắt nhỏ rồi đó các bạn. Cắt ngắn thời gian ra chứ để thôi nó tốn thời gian, tại vì luộc mì thì các bạn đã biết rồi. Đoạn này thì dầu tỏi lên rồi gà nhỏ liệm vô các bạn ha, để cho nó thơm thơm lên chút đi rồi cho bắt đầu mình tiếp tục mở gia vị vô ha các bạn. Đầu tiên là mứt khế các bạn, mứt khế để tạo cho nó có vị chua và hơi hơi ngọt. Chút sữa sẽ đặt các bạn thế với đường ngon hơn đường. Thơm các bạn, thơm được thế này. Dạ, thấy ngon quá. Xíu nước mắm các bạn. Còn cà chua cô đặc các bạn. Thấy hấp dẫn lắm các bạn ơi. Ngon quá. Cái nước nó sệt sệt lại. Rồi muối tiêu huyền thoại. Có muối tiêu nữa các bạn.
thấy ngon lắm các bạn ơi, thơm nữa. Em thử nha các bạn. Mời các bạn. Ngon các bạn ơi, chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn. Ngon quá. Chà, cái hấp dẫn ghê đó các bạn. Ngon quá. Giờ mình chuẩn bị mì. Chuẩn bị mì để ra dĩa các bạn ha. Rồi các bạn, chia được ba phần. Rồi bắt đầu mình mới bỏ gà lên các bạn. Ừ, các bạn thấy không? Rất là ngon các bạn ơi. Ngon lắm. Đây. Rồi xong. Thầy bỏ miếng phô mai vô ăn cho lên. Nãy nói là làm miếng. Nó dở quá thôi chứ. Tao đi rồi nha, mình lại cái hôm đó cách phục vụ nó ăn không ngon. Trả hành cho dễ. Tại cháo nó dở nha, tại sao? Cháo dở với là ăn có cảm hứng đó mà. Đây là mặn gì ra ngoài. Dạ. Cái đèn này nó mặn gì ra ngoài. Quên mở đường hết vô. Bỏ đủ không mà quên mở đường hết. Chưa hết mày. Có. Chưa. Rồi. Chưa. Bỏ phô mai vô á, mặn mặn vừa. Phô mai đâu có mặn. Béo mà. Thôi mày đừng có thảo chó. Nãy kêu thầy bỏ hay chưa bỏ? Thấy ghê không? Nãy thầy kêu bỏ, nó kêu thôi đừng bỏ, béo lắm. Giờ kia đổ thừa, thấy ghê không? Bỏ ớt vô, ngon không? Đúng cái gì thầy cũng làm được hết ta. Ai mà nấu được mì ý gà. Để người ta không làm thôi chứ. Có làm cũng được chứ. Là họ không biết cách chế biến. Họ chỉ biết cách một món một. Rồi bữa Yến nó chửi ra thằng gì nữa. Ngủ. Ừ. Sao nữa? Nó kêu đừng đi với ba, ba nó ghét lắm. Sao má. Rồi bữa sinh nhật tao á, 4 giờ sáng công thì Yến á thầy. Nhắn tin chúc mừng xong. Chúc mừng sinh nhật. Nhớ sinh nhật. Gì mà con không nhớ sinh nhật hồi trước con nhớ giờ luôn. Sinh nhật của Yến hôm 10 tháng 4.
Con Lan là 6/4 dưới cách con 4 này. Trời ơi, đẹp lắm. Tuy là bữa nay nè. Sinh nhật con Lan. Bữa nay nữa hả? Chúc mừng nó đi. Còn ngon. Dạ, con ta bị bệnh dân gồ, ăn gì không được. Bữa cái tự nhiên cái tối á, cái con ăn ấp bu á. Miếng ớt thầy. Thảo chả ớt á thầy. Buông đi. Không, không, không. Ấp bu thảo chả ớt á. Trời tối ói quá trời. Ấp bu hả? Ừ. Bụng yếu nè. Với mày có làm sạch không? Ok. Kỹ không? Để. Hay nữa không? Khanh nữa không? Thôi. Trời bút hết nở luôn hả? Gì? Hết luôn hả? Giờ không ăn hết nữa. Đâu đâu đâu. Nở không? Đi. Chắc được. Cái giờ cái bụng con ở chỗ ở đây nè thầy. Nó cứ tức tức hoài mỗi lần ăn ăn chỗ này nè. Ăn thêm tức không? Hoài. Ngon mày không? Ngán không? Nhiều vậy. Ngon. Dạ không? Còn dạ không hết thì cứ để thôi. Cái rồi con giờ này mà kiểu mà ăn nhiều quá cái nó mất ói. Đó thì đỡ vậy có con bệnh gì nấy nên là con ăn nhiều đâu được đâu. Ăn ít ít không à. Bị corona. Corona bị phổi bị đau biết đó thằng khùng. Cái lúc bị á, thợ thợ bị virus à. Cái con, tại vì con nghe người nói á, bị virus á là bị phổi. Mà thì là phổi nó nằm trên đây chứ phổi nào mà nằm dưới bụng. Phải lần. Lên coi lò chạy cái phổi. Phổi nào là phổi nào nằm dưới đó. Thì mình không biết, mình lên mình coi. Thì phổi nằm dưới bụng thôi, phổi bị hồng. Được rồi. Cái con cũng đỡ sợ. Mừng quá trời mừng, nói bị ít ra bị bệnh bao tử thì dễ chữa hơn bệnh kia. Không bị cách ly.